Xin chào các bạn, Manny đã quay trở lại trong video lần này. Và một thời gian rất là lâu rồi các bạn không có nghe mình ra những cái sản phẩm âm nhạc cá nhân mình nữa. Bởi vì mình đã bị tắt hứng. Một khoảng thời gian khá là lâu rồi thì mình bị một cái trường hợp là mình không còn idea để mình tiếp tục làm những cái sản phẩm mình nữa, hoặc là những cái sản phẩm mình làm rất là dang dở và mình không thể hoàn thành nữa. Như các bạn thấy trong chiếc máy tính này thì hiện tại có khoảng hơn 100 project là những sản phẩm cá nhân của mình và mình không có hoàn thành được nó. Nó chỉ là những cái idea ban đầu mà mình có hứng lúc đó và mình làm. Rồi sau đó thì những công việc day job nó cứ tới dồn dập, phải reply email, phải trả lời khách hàng, dẫn tới việc mình không thể hoàn thành bất cứ một cái sản phẩm nào của cá nhân mình hết. Và hôm nay mình muốn làm một cái video này để mình chia sẻ các bạn làm thế nào để mình có thể vượt qua những cái đó, một vài tip để các bạn có thể hoàn thành những cái sản phẩm còn dang dở của các bạn. Xin mời các bạn cùng xem video của lần này. Cái tip đầu tiên đó chính là arrangement, là các bạn phải set trước arrangement. Giống như các bạn thì mình cũng vậy thôi, mỗi khi mình có idea thì mình sẽ lay down những cái loop hoặc là những cái melody mà mình có trong đầu và mình cố gắng mình đánh nó ra thật là nhanh để mình viết ra được cái idea đó. Nhưng cái idea đó nó sẽ vẫn còn ngồi đó thôi, nó sẽ không bao giờ biến thành một cái bài nhạc. Ít nhất là 3 phút 30 giây theo cái tiêu chuẩn của nhạc hiện tại. Vậy làm thế nào để các bạn có thể biến một cái loop trở thành một cái đoạn nhạc hoàn chỉnh? Thì cách đầu tiên là các bạn set arrangement trước. Thì arrangement đó là những cái đoạn intro, break, build up, drop, rồi drop 2, rồi outro chẳng hạn. Các bạn có thể set sẵn cái arrangement đó bằng cách là các bạn đặt ra đâu là cái điểm bắt đầu của cái đoạn nào, và sau đó các bạn ép bản thân mình phải tạo ra những cái sound hoặc là những cái part đó để các bạn lắp vào những khoảng trống mà các bạn đã set. Hoặc một cách nữa đó là các bạn có thể download những cái sản phẩm mà của idol của các bạn, những bài nhạc mà các bạn thích theo dòng nhạc mà các bạn thích, và các bạn load nó vào trong DAW, và sau đó mình dựa theo arrangement có sẵn của cái bài nhạc đó để mình set sẵn những cái location nằm trên cái timeline trong project của mình. Và dựa theo cái timeline đó thì mình bắt đầu mình ép bản thân mình làm thế nào để mình có tạo ra được những cái đoạn đó để mình lắp đầy những khoảng trống đó. Mục tiêu là phải hoàn chỉnh tất cả các đoạn, và sau đó thì các bạn có thể thay đổi vị trí của từng đoạn khác nhau tùy theo là ý đồ của bạn muốn trong bài nhạc của mình là gì. Đó là tip 1. Và tip thứ 2 đó là phải giới hạn bản thân mình. Thì trong lúc mình dạy tại MCMA thì mình gặp rất là nhiều câu hỏi của các bạn học viên, đó là: anh ơi, làm thế nào để mình có thể biết được là bao nhiêu track thì cái bài nhạc mình sẽ đủ? Thì cái câu hỏi này á, nó sẽ, câu trả lời chính xác nó sẽ là tùy theo cái dòng nhạc bạn làm là gì, tùy theo cái phong cách âm nhạc của bạn là gì, tùy theo cái bài nhạc nó dài bao nhiêu mà các bạn biết là các bạn sẽ cần bao nhiêu track. Nhưng mà thường các bạn sẽ cần ít hơn những cái gì các bạn nghĩ. Có nghĩa là các bạn nghĩ các bạn phải cần 100 track nhưng mà thật sự các bạn chỉ cần 30 track là xong rồi. Làm sao để các bạn biết? Thì nếu mà các bạn nghe những cái sản phẩm âm nhạc của nước ngoài á, và các bạn analyze ra, các bạn ngồi các bạn phân tích ra, thì các bạn sẽ thấy những sản phẩm đó nó có rất là ít nhạc cụ, và cái arrangement của bài nhạc đó nó cực kỳ đơn giản, nó đúng những cái gì nó cần thôi chứ nó không bao giờ nó thừa. Nên kinh nghiệm của mình đó là càng ít càng tốt. Và theo cái bản thân của mình là một người làm nhạc nhưng mà mình chuộng cái phong cách gọi là minimalist, có nghĩa là càng ít càng tốt, nó đủ thôi. Mình nghe được cái gì mình làm cái đó. Theo cá nhân mình thấy là đối với bản thân mình thì mình cần không bao giờ quá 15 track chính. Có nghĩa là những nhạc cụ cần thiết, ví dụ như drum, bass, key, pad, lead, hết như đó thôi. Và mỗi nhạc cụ có thêm một layer nữa chẳng hạn, thì không bao giờ quá 15 track chính. Còn những track về effect hay là những track về feel hay gì thì các bạn có thể bỏ bao nhiêu cũng được, tại vì đó là những cái rất là tiểu tiết, những cái detail nó không có giúp bài nhạc của mình hoàn thành mà nó chỉ giúp bài nhạc của mình hay hơn thôi. Nên các bạn hãy tập trung vào những cái thứ chính và hãy giới hạn bản thân của mình. Bằng cách nữa là các bạn có thể mở cái bài nhạc yêu thích của bạn, của một idol nào đó của các bạn, sau đó các bạn dùng một tờ giấy và các bạn ngồi các bạn phân tích: ok, cái bài này dài bao nhiêu, nó có bao nhiêu đoạn, cái đoạn đó ở tại dây số mấy, nó có bao nhiêu nhạc cụ ở trong đó. Các bạn list ra thành một list dài nhất mà các bạn có thể phân tích ra được, và các bạn dùng cái tờ giấy đó, đó là cái tờ guideline của các bạn, và các bạn đặt lên bàn. Các bạn bắt buộc bản thân mình là mình không được làm thiếu hoặc là thừa những gì viết trong cái tờ giấy này. Thì đó là cách các bạn giới hạn bản thân, ép các bạn phải vào một cái khuôn đó, để các bạn khi các bạn mà bí idea thì các bạn biết mình còn thiếu cái gì, mình nhìn vào tờ giấy. Còn nếu mà các bạn làm mà các bạn cảm thấy là tờ giấy bị thừa thì các bạn nên là gạt bỏ những cái mà các bạn cảm thấy không cần thiết. Thì lúc đó các bạn sẽ tự đúc kết lại cho bản thân là trong một bài nhạc của mình
trong cái thể loại nhạc này mình cần cái gì ở trong đó. Đó là cái tip thứ hai của mình. Và cái tip thứ ba đó chính là collaborate. Nếu các bạn quá bí thì các bạn hãy dùng một trong ba quyền trợ giúp của các bạn, đó chính là gọi người thân. Nghe hả? Dạ. Đang làm gì vậy em? Đang ngồi dưới đây với giáo án, ở với cái kịch bản xong nè. À rảnh không? Lên làm nhạc chung anh ơi. Làm nhạc. A few moments later. Em bận lắm, em đang với giáo án, bận lắm anh ơi. Gì không làm à? Ok. Làm sao? Ok, bye bye. Twelve seconds later. Alo, em nghe anh. Alo, Minh Gao hả? Dạ. Đang làm gì em? Em edit Tiny thôi. À, vậy có rảnh không? Lên làm nhạc với anh. Cũng không rảnh lắm. Bận lắm không? Thì cũng có bận chứ không có rảnh. À, vậy thôi anh gọi người khác. Mình hay gọi bạn bè em út hoặc là đồng nghiệp trong công ty để hỗ trợ mình trong những lúc mà mình bị tắt hứng hay là mình lúc mình bị bí, để collaborate có nghĩa là cộng tác với nhau trên một cái project để có thêm nhiều idea. Và trong cái khoảng thời gian trong studio thì nó cũng rất là vui khi có một người bạn ngồi bên cạnh để chúng ta có thể trò chuyện. Làm nhạc là một cái quá trình vui, nên khi mà có bạn bè ngồi chung với nhau thì nó chắc chắn nó sẽ rất là vui. Cho dù là chúng ta không làm được gì thì sau đó chúng ta đi nhậu thì nó cũng vẫn là vui, đúng không? Yeah, boy. Ví dụ như một bài này, bài nhạc các bạn đang thấy nó chạy trên màn hình, đây là một cái bài nhạc mà mình đã làm rất là lâu rồi. Nó một cái beat kiểu instrumental hip hop và mình có một cái quyết tâm là muốn release cái bài này, muốn hoàn thiện cái bài này, nhưng mà mình làm xong thì mình chỉ bí tới đó thôi. Thì mình gọi một người bạn thân của mình, cũng không phải là thân lắm, nói chung là thân thôi chứ không thân lắm nha. Bạn đó tên Brinks, một anh da đen cực kỳ dễ thương và anh đó rất là talent. Và mình rủ anh tới studio nghe cái beat này thì ảnh rất là thích, và sau đó ảnh rất là nhanh mà boot idea, viết lời rap cho bài này. Và sau đó tụi mình đã thu rất là nhiều cái track mà tụi mình rất là hứng thú trong cái quá trình mà mình suốt nguyên buổi chiều mà mình ở trong studio lần đó. Thì đó cũng là một cách để mà để góp thêm idea của mình, giúp cho cái bài mình càng hoàn thiện càng nhanh càng tốt, để giúp cho mình mau có sản phẩm, không còn bị sản phẩm dang dở nữa. Nhưng mà cũng một cái trường hợp đó là khi có bạn tới chơi thì do lúc đó hứng quá nên idea rất là tuôn trào, mà khi tuôn trào thì không bao giờ bạn bích nó lại được, đúng không? Thì lúc đó là mình đã nhớ với mình nhớ là mình đã thu khoảng 20 track, mình nhớ là mình thu 20 track vocal, gồm có rap gồm có hát. Và sau đó công việc của mình còn lại là mình phải ngồi và mình liệt kê ra từng những cái đoạn đó, là bây giờ cái đoạn này nên bỏ ở đâu, đoạn này nên bè là bè cái gì, nên ad lib chỗ nào. Thì nó rất là tốn thời gian, nội nhìn tới cái viễn cảnh mà phải tune, mà phải align sub vocal lại thôi là mình đã thấy cực kỳ là một cái cơn ác mộng rồi. Thì lúc đó thì mình lại có cảm giác là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà lúc đó mình lại nghĩ ra được một cái tip, gọi là cái tip cuối cùng mình dành cho các bạn, đó chính là deadline. Deadline là một cái cực kỳ hiệu quả, cho dù các bạn làm việc văn phòng hay là các bạn làm những dự án âm nhạc như thế này, thì deadline nó rất là giúp đỡ cho các bạn trong cái việc mà các bạn tránh phải bỏ những cái project dở dang. Do cái project này là project cá nhân nên không có ai hối thúc mình là phải hoàn thành hết, nên mình phải tự đặt ra một cái deadline cho mình bằng cách là mình gọi cái bạn video editor trong công ty, mình nói là thứ năm này quay nha Lâm. Tại vì bạn Lâm rất là bận, bạn suốt ngày bạn cứ quay và bạn cứ dựng, bạn cứ làm photo liên tục, nên việc book lịch với bạn cực kỳ khó và rất là hiếm hoi mình mới có dành được 2 tiếng đồng hồ với bạn trong cái phòng thu. Mình đã set lịch trước, mặc dù mình biết là cái sản phẩm của mình chưa hoàn thành, nhưng mà mình set lịch với bạn để mình có một cái deadline. Khi mà mình bị trói buộc với một người nào đó thì bắt buộc mình phải hoàn thành cái công việc của mình trước khi mình có thể move on được. Thì đó là cái deadline. Và khi mà các bạn xem video này, đây là lúc mình ngồi đây, thì bạn Lâm đang ngồi đằng kia để quay cho mình, và những gì trên màn hình đây là sản phẩm đã hoàn thiện. Thì deadline các bạn thấy nó cực kỳ quan trọng. Và nếu mà mình ràng buộc được cái deadline của mình với một người nào đó và mình phải có trách nhiệm với cái việc đó, thì nó sẽ hối thúc bản thân, ép buộc bản thân mình phải làm việc hết công suất để hoàn thành cái sản phẩm đó. Thì đó là
bốn cái tip mà mình dành cho các bạn nếu các bạn cảm thấy bị hụt hẫng, không thể hoàn thành cái sản phẩm của mình, hoặc các bạn bị tắt hứng đột ngột chẳng hạn, thì các bạn hãy sử dụng thử những bốn cái tip này là mình đã đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Còn nếu mà các bạn muốn nghe cái sản phẩm mà mình đã hoàn thiện như thế nào thì các bạn có thể click vào cái link bên dưới phần description. Nếu các bạn thấy video này hay và các bạn học hỏi được gì, hoặc là các bạn giúp đỡ các bạn trong những cái project sắp tới, thì các bạn hãy like, subscribe, share cái video này đến nhiều người hơn. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Good man, but what the heck are you singing about?